Xin chào các bạn, hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn cái súp JBL Digitam 12. Cái súp này rất là khủng nha các bạn. Đây là một trong những cái súp mà rất là lớn của hãng JBL. Bass 30 nha các bạn. Cái can còn đẹp, còn nguyên zin nha các bạn, không có bị sờn rách gì. Digitam 12 Made in Canada, điện 230V, công suất 200W nha các bạn. Đây có hai phần là crossover với là volume. Đây là chức năng fade off fade on 180. Không vuông vất, không có bị sức mẹ. Cho các bạn nghe thử tiếng bass ha. Rất là uy lực các bạn, rất là mạnh. Này mình bán với giá là 8,5 triệu nha các bạn. Trong còn rất mới nguyên zin nguyên bản. Đẹp. Cảm ơn các bạn theo dõi.